Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh GoVerMail. Thì như mình đã nói tập trước, hôm nay mình sẽ unbox một cái mô hình khác. Ngoài Funko Pop ra thì chúng ta có nhiều mô hình rất là dễ thương, rất là đẹp. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mô hình Android do hãng Good Smile Company sản xuất, bước ra từ bộ phim. Nói chung là bộ phim này là nhiều người biết lắm rồi. Tạo hình nhân vật lẫn là cái màu sắc và cái thiết kế hình ảnh của bộ phim này gọi là bậc nhất luôn. Mình thấy như vậy, nó rất là đẹp và nội dung rất là hay, nói về cuộc chiến chiến thánh của những gọi là những cái anh linh gọi là đầy tớ đó. Có 7 anh linh và có 7 người chủ, họ giao chiến với nhau để giành được cái chén thánh. Một cái chén thánh rất là quyền năng, sẽ cho cái người mà thắng cuộc đó những cái nguyện vọng và những cái khao khát, những cái gì mà họ ước và họ mong muốn thì cái chén thánh đó sẽ ban cho họ. Và lần này mình xin giới thiệu với các bạn nhân vật có tên là Saber Ontario Pendragon. Mình sẽ không nói nhiều về cái nhân vật này đâu, mình sẽ để dành cái nội dung của bộ phim này lẫn cái nhân vật này cho một video đặc biệt khác ha. Chứ mà các bạn có thể thấy cái dòng Nendoroid. Nendoroid thì nó giống như dòng Cosplay vậy. Và cái dòng Cosplay này nó bắt chước theo Nendoroid, là cái đầu thì to mà cái mình thì nhỏ. Đặc biệt là cái dòng Nendoroid này là một cái dòng rất là nổi tiếng và độc quyền của hãng Good Smile Company. Vì sao? Vì ngoài cái đồ dễ thương ra thì họ có cho chúng ta thêm rất là nhiều phụ kiện thay thế, quần áo, vũ khí cho con mô hình chúng ta nó sẽ bớt chán. Và đặc biệt cái mô hình này nó sẽ có khớp để cử động nhá. Đây, phía trên của box, dòng Fate Grand Order là bộ phim của nhân vật này bước ra ha. Đó, Saber Ontario Pendragon. Mặt trước đây, con tem chính hãng phản quang, các bạn có thể thấy ở đây. Mặt bên hông, hình chụp lại và những cái tư thế, những cái phụ kiện đi kèm, họ sẽ cho chúng ta thấy nhân vật này, cái mô hình này có thể liên kết được với những phụ kiện ra sao. Đây là mặt phía sau, bên dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành unbox và mình sẽ cho các bạn xem mô hình này nó đẹp và nó có nhiều cái đồ chơi như thế nào. Và mình sẽ không nói nhiều về cái mô hình này lẫn nhân vật này ngày hôm nay. Chúng ta chỉ unbox và cảm nhận thôi nhé. Ok, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau khui hộp nhé. Chốn đây bao nhớ thương hoài chẳng nguôi, đã qua rồi hay vẫn chưa, ngày xưa hơi ấm dưới cơn mưa, ướt đôi vai mà trái tim nghe bình yên. Người yêu dấu ơi, biết chăng mình em dưới mưa, đợi mong đã lâu anh vẫn xa vời mãi đâu. Thì mưa đã ghé đôi lần, đã nhắn đôi lời trước lúc thôi rơi. Thương anh lâu nay mưa vẫn đợi ngóng anh về, để thấy nhau, để hát cho nhau bài ca đã cũ. Anh nơi chốn nào có đang nhìn ngắm mưa rơi. Và bài hát nền mà các bạn đang nghe là bài mới nằm trong MV mới của Thùy Chi là Dù Mưa Thôi Rơi. Đối với mình có hai ca sĩ và giọng hát mình ấn tượng. Trong tất cả các ca sĩ nữ chỉ có hai người, đó là ca sĩ thời đời trước, thời 89X là ca sĩ Ngọc Linh. Hát cái bài Lựa Chọn Một Vì Sao hay là bài Rồi Từ Đây đó, là cái cô bé mà được hát chung với Michael Jackson đó. Rồi thứ hai là Thùy Chi, là hai cái giọng mà mình đánh giá là rất là trong trẻo, trong sáng, mà giọng thật của người ta là rất là cao. Hát bài nào nó cũng có cảm giác rất là nhẹ nhàng. Cái bài hát lần đầu tiên mà mình ấn tượng với Thùy Chi là cái bài Xe Đạp. Chắc thời 9X chúng ta biết rất là nhiều ha. Xe Đạp, Bài Mưa, Mưa Trên Phố Bay Xa, đa phần là hát về mưa cùng với nhóm nhạc M4U. Hồi đó là thời tuổi học sinh thì rất là chuộng luôn, rất là thích M4U và Thùy Chi, cho tới bây giờ vẫn vậy luôn. Cái dòng nhạc của Thùy Chi chọn thì luôn luôn cho mình một cái cảm giác rất là thư thái, thư giãn. Rồi cho nên mình đã quyết định unbox mô hình này trên nền nhạc trong MV mới của Thùy Chi là bài hát Dù Mưa Thôi Rơi. Các bạn có thể vào phần end screen của mình để click vào MV mới của Thùy Chi và ủng hộ Thùy Chi ha. Mình thấy là những cái ca sĩ tài năng và có những cái giọng hát thật sự hay như vậy thì chúng ta cần phải ủng hộ thiệt là nhiều hơn nữa. Ngoài cái giọng hát trời phú của họ thì họ có những cái kỹ thuật về thanh nhạc đã quá là tốt rồi. M4U và Thùy Chi là những người đã gây cho mình cái ấn tượng ngay từ lần đầu tiên mà mình nghe người này hát, người kia hát, mà cho đến tận bây giờ chỉ có Thùy Chi và Ngọc Linh là hai cái giọng nữ để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với mình. Đối với mình, ca sĩ Việt Nam giọng nữ hát
mà mình chuộng nhất, mà mình thích nghe nhất là Ngọc Linh và Thùy Chi mà thôi. Chúng ta khui hộp, đập hộp những cái món đồ chơi thiệt là đẹp, ngại gì không tận hưởng những cái bài hát thiệt là hay. Và các bạn hãy tận hưởng những cái mô hình dễ thương cùng với cái giọng hát cũng cực kỳ ấm áp và trong trẻo, trong vắt như pha lê của Thùy Chi nhé. Và mình là Go đến từ kênh YouTube Go và Mel. Mình xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video kỳ sau. Chúng ta sẽ inbox cùng với những cái bài hát mới ra của những ca sĩ nổi tiếng khác, cùng với đó là những mô hình thiệt là ấn tượng và bắt mắt nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.